Lưới mới mua hôm qua luôn. Đó, 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 con cá trước các bạn. Cái rô, cái rô. Mình tay thì cá nhiều, có nhiều. Đó, mình thử dựng máy xuống. Đây, cái rô các bạn. Đó, trước con nữa kìa. Đó, quá trời luôn các bạn ơi, mình phải lấy lưới ra giăng thêm mới được. Đây, các bạn thấy cá rô không? Cá mùa nước thì đã lắm. Mình phải lấy lưới ra giăng thêm. Vì hôm qua mới mua 100 thước lận. Gỡ con cá này. Miền Tây thì mùa nước các bạn cá nhiều lắm các bạn. Cá ngon không á. Đây, thấy không? Thấy cá không? Đó. Đây đây nữa nè. Hai con luôn các bạn. À. Gỡ cá thì tùy theo cá nhỏ, cái bự cá này, lưới này là 1/8 các bạn, 8, nếu mà tính có người tính là 3/6 á. Đó. Các bạn thấy cá đã không? Đó. Có rùa nó nổi mà. Có bác tổng bác. Đây, cho các bạn xem cái cảnh nước lũ miền Tây buồn ảm đạm luôn các bạn. Rồi. Mình tiếp tục đi thăm lưới nha. Đó đó, trước con nữa các bạn. Cá nó đây 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 đây, cá nhiều quá, nhiều quá. Đây.
tiếp tục các bạn. Đây nữa nè. Ồ, dính dính né quá trời dính luôn. À kia tính. Có dính quá trời nè. Xuống thăm đi. Cái gì? Xuống gỡ đi. Hà luôn. Không tiếc ngủ tới giờ chưa dậy luôn. Tôi đi chạy đóng thao. Mấy giờ? Nè, tuốt ở đây nè. Bé đót. Cái gì? Nè, tuốt cái thao kìa. Lấy lưới văng thêm quá. Nó đại kệ nó từ kia không có cầm cây đừng có gị. Gị đắng lại chứ đừng gị sao lại tại không có cầm cây kia. Có. Để lấy con tay văng nữa mới được. Con tay ăn chạy mà. Sáng chưa gỡ ngược. Gỡ ngược sao gỡ. Nó xong. Chạy nhiều lắm mà. Không tính. Nó lại đi. Ghi thằng kia kéo lại đừng tùng kia lại. Rồi sao bị tới trước bị tới nhảy ra hết đó cái đầu mập mập không à nó cái tre cái tre tre cái tre gãy nó rớt rớt cái tre vàng nè đó lâu lắm mới thấy cái tre vàng á cái tre vàng đó cá nó cũng đang chạy nè có mấy tờ lưới ba mặt bự đến văng là phân tám nữa. Cái vài bữa nó hết chạy à. Nó trước rồi con cá bự kìa. Ngon lưới. Cái sạc cái sạc. Dột á, con cá dột rồi. Lưới này văng chiều hôm qua. Hôm nay mùa nước thì cá bắt đầu nó chạy rồi. Dính trắng giả dính quá là dính luôn kìa. Trời ơi. Mình tiếc mất tiêu rồi nó chịu gì. Tao đi cậu ngoài nghe kêu văng vẳng đâu ngoài ai biết. Đây có sặc. Hôm qua tới tao không chạy nước nó vô nào chạy có trời. Cá này cá sặc. Như viên sù không nhất rồi.
cá chín rồi chiều hôm hay gì đó. Tới theo ông cái thêm lưới như rồi. Không biểu nhá mai mày. Không chịu nhá mai. Nó có chốt, có chốt, đâu có chốt. Cái ngập lùi con chết mẹ rồi. Ông tới ông dân hướng này à em. Hướng này xuống đó ra đây nè. Bẻ ngạnh hơn cái. Cái dính đầu chiều dằn dính. Dằn chút xíu dính bị đó, con cá nó bự cỡ ngược. Ủa, đây đây cá gì nữa nè. Goro goro. Ủa, hai con luôn. Rồi xảy luôn rồi. Gì? Cái trái vàng nó lắm mới thấy nữa nè, nó tuyệt chủng rồi. Để mồi nữa. Đang mùa nước thì nó lũ lên rồi nè, nó nhìn. Ngập bờ luôn. Cái đất. Đất. Trời ơi, trước dính ba con chùm luôn kìa. Giang đụng rồi sáu thẳng lên kia. Ồ, ba con luôn, chùm luôn. Đó là cọp. Cọp hay gì đó quá trời luôn. Để cái cho ngay luồng cá nó vô. Bán có mấy ngàn ký hay gì vậy tại. Đó tao rồi kia đi bán là vô đâu có bao ngàn ký. Mình quen mua của tao, người ta còn mua chở tao về. Tại vì cá mồi chết dữ lắm em. Mình thấy cá ngon lành không? Cá nước lũ này vậy đó. Rồi canh nó dưới cái ngang cái mỏ thì lấy cái mỏ ra. Mệt quá trời luôn. Từ sợ rách lưới hết rồi. Mấy kia không tiếc vậy nó quay cho mày. Rồi tới bên kia lại. Trước con còn chết sình. Ủa con còn sống thôi nó. Ủa cá cá bự vậy, cá rô, cá rô. Cá rô bự ghê tại lưới hai phân nữa nè. Lưới hai phân. Mà sao lưới hai phân? Bây giờ người ta bán. Qua phải mua 50 này, 50 kia. Mới mua thêm mấy chục ngàn. Mua gì vậy? Gặp sẽ rách hết luôn rồi hả? Cá này chết rồi các bạn, cá này chắc dính hôm qua. Thì hờ dân đó, tại hơi muốn có thăm. Em dựng cái này. Trong nước mà. Trong nước. Hồi trong nước hả? Ừ. Nó sao hả? Gỡ này gỡ ngược nè, mấy cái này tao gỡ ngược. Đi ăn đi lại á. Đó, đó, trước chính đó, nó chạy lên tinh kìa. Đó, đó. Hai con luôn, có mè, có linh hay gì á.
dính dính mà dính cá bự không đó, các bạn thấy mùi nước lũ không, nó trắng giả gì đó. Đến mất tiêu rồi. Nó kêu vậy rồi, nó không kêu nó đâu có vậy. Nó ngủ trong nhật, ngủ dữ lắm. Nít gì đâu mà lớn rồi đứa nào nghĩ. Tết chị Phi đi chơi cho Phi á. Hết hay gì rồi. Chút xíu nay giờ cho khác bữa phải giờ mới được. Ừ. Ừ. Cái đó, chuột cái đó. Hết rồi, nó đằng trước con. Hết rồi. Cái này vậy mình không dính ta, cái này ngon quá trời không dính. Mình kia nó ăn ấy hay gì vậy? Từ đó không có cái mày à. Rồi hết rồi. Đây nè. Đi vòng đó cũng được vậy đó, nó cũng thấy mà. Bởi hồi lên băng đất mà không lên phương mà ta băng đùng đùng lên lên băng. Thầy à, ta cũng số vậy nên là bị ngập á, cũng chưa. Vô vô phải thoát, phải thoát, vô vô nè, đi thăm lưới xong rồi đi đâu nữa. Mười sáu thẳng dân nó trên mà có cá. Dép dép tao nữa. Tuốt cái kia lên. Tình hình các bạn đã thăm con khúc lưới nè các bạn. Được như đây cá nè. Đó. Uầy. Rồi. Để mình mấy con cá này vô mần kho. Giờ mình vô các bạn. Vô với đó. Nè. Cá miền Tây nước lũ nó nhiều cái đó đó. Nước giờ đang quạt vô nè. Ta đang lấy nước đường cho nó ngập ruộng. Nguyên bì cà luôn. Luôn gà thì con nó chạy không được đó các bạn thấy là nước lũ rồi kìa. Thôi mấy con cá này để mình vô mần đó. Ê bé đó, bé đó. Rồi biết rổ rồi, đi, đi lưới giăng lưới rồi. Tình hình là nãy giăng lưới nè, được mớ cá rồi vô mần kho của xã ăn. Cái tre rộng rồi hả? Đây, cái rô các bạn, cái rô giăng lưới nè. Giờ mần vô của xã ăn. Sáng là chưa ăn cơm nữa nè.
rồi cơm bằng cá, đợi cái bằng cá xíu rồi vô ướp xong rồi làm món cá rô cua sả này ngon lắm, cá mềm mà có mùa nước lũ mà. Đâu nào xong vô hay gì mà xong thạch vô cái đây rồi có cá này. Tiếc nó nhỏ xả tiếc như kho cá mà tiếc đi bữa cơm sáng các bạn mình nhà bắt đầu làm bữa cơm sáng giờ mới 7 giờ mấy rồi mới làm đồ ăn nè. Được có con cá trê này vàng kìa, chưa thăm mới có nữa không. Vô nhỏ xả tiếng ơi. Nào. Ơi 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 đốt. Đốt. Cái gì cá kho cô xả ra nhổ bụi xả cái bị gà đó. Đây cái vườn nhà nha, quá hết rồi đâu chuyển lòng các bạn, này chiên cá hái được chuyển lòng vô chiên ăn nè, non kinh khủng luôn, quá non luôn. Dành nhổ xả nha, bụi xả cũng già rồi, hai bụi luôn, nhổ hai tép luôn hả. Bụi xả này nhà trồng cứng quá. Đâu té luôn. Xả xả nhà trồng nên đảm bảo luôn các bạn, kho cá là ăn. Còn bất sản bạn mua xả ở mấy vợ thì thường thường nó ướp hết rồi, ướp cho nó không có bị héo bị úng á. Đâu à? Cá bạn kho khô xả thì 4 miếng đường, 1 bột ngọt. Nước màu
nó nước màu vô nữa, cái nó đen đen cá, không có trắng tươi à. Ngao. Đứng. Mất kèn. Chưa rửa nữa. Quạt vô. Ướp cá xong rồi các bạn thì bắt đầu chuẩn bị kho. Đơn giản không? Cho xíu miếng nước màu, hồi nãy hơi trắng quá. Rồi, đợi xíu là chín có món cá rô phô xả ăn rồi. Tình hình là nãy món cá kho chín các bạn, giờ dọn cơm mình ăn nha. Này cái gì bả này hả? Cá rô kho xả với miếng canh bầu, đơn giản ở miền Tây, miếng đồ bóp luộc đây. Đó ăn được không? Đó giờ ăn cơm thôi. Đây là cá rô phô xả đây, cá nãy lưới lúc nãy.